Nếu khi nào đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà mới có thể chứng đắc. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy tu tập tuy chưa viên mãn các công đức khác, nhưng đã tu viên mãn pháp môn vô nguyện tam ma địa. Hết quyển thứ 517.